Chúng ta tiếp tục với chương trình tiếng Anh lớp 6 Ryan. Hôm nay chúng ta làm bài review Unit 1 to Unit 3 ở trang 68, phần ngữ pháp, phần ngữ pháp. Ok. Thôi chứ rồi. Con mèo đi ra coi, hôi hám. Câu số 1 chúng ta chọn how much nha. Câu số 1 là how much bread have we got? Tại sao chọn much? Bởi vì ở đây bread là bánh mì này, danh từ không đếm được, chúng ta phải chọn much. Câu số 2, there are gì? Có những con ruồi ở trong vườn, con ruồi là fly và số nhiều là fly, y dài biến thành y ngắn thêm s, chọn câu C. Câu số 3, tại sao chọn in? Bởi vì tháng 6 là tháng là phải xài in rồi, tháng rồi năm là xài in nha, thứ rồi ngày tháng là xài on. Câu số 4, phòng ngủ của những cô gái, phòng ngủ của các cô gái chúng ta phải chọn là câu A, girls are mà phẩy thôi. Câu số 5, chúng ta chọn the bởi vì he là chủ ngữ số ít. Câu số 6, đây là so sánh nhất, có the này cho nên chúng ta chọn must. Câu số 7, chúng ta chọn first, đầu tiên, tôi tắm, sau đó tôi ăn sáng nha, first là đầu tiên. Câu số 8, chọn it, bởi vì we là chủ ngữ số nhiều, it giữ nguyên. Câu số 9, bởi vì đây có not, chúng ta chọn any, câu phủ định. Câu số 10, e often, trạng từ tần suất phải đứng sau động từ to be, e often mới đúng. Rồi câu số 11 là who is she, cô ấy là ai, she my cousin, cô ấy là chị gái tôi, chị họ tôi. Câu tiếp theo, there is, bởi vì đây có một cái danh sách là số ít, chọn there is. I don't like math là tôi không thích toán, nó khó lắm. Câu số 14, e that your buy over there, tại sao chọn that, bởi vì có over there, đằng kia là ở đằng xa. Câu số 15, cái tấm áp phích thì ở trên tường phải xài on rồi. Câu số 16, chúng tôi bọn họ sống ở Bristol, ở đường Bristol, bọn họ là chủ ngữ số nhiều, live và giữ nguyên. Câu số 17, chúng ta hãy mua một hộp sữa, hộp là phải carton, ok. Câu số 18, chúng ta chọn do bởi vì you là chủ ngữ số nhiều, đây là câu hỏi của thì hiện tại đơn, câu nghi vấn đấy. Câu số 19, chúng ta đây có cái từ than, vậy là so sánh hơn rồi, bigger than. Câu số 20, đằng sau đơn dần xài động từ nguyên mẫu, chúng ta viết go vào đây, ok.